Lo lớn nhất của anh em đi ô tô đó là sử dụng xe vào buổi tối mà đèn của mình rất là yếu tối, đặc biệt là có xe ngược chiều. Với lại bình thường như vào thời tiết miền Bắc như hiện nay bắt đầu vào mùa đông thì anh em khi mà đi nó có chế độ sương mù ấy, hoặc là trời mưa thì anh em đi thấy rất là khổ đúng không ạ? Thì đây là cái giải pháp cho anh em, đó là anh em nâng cấp cái đèn nguyên bản của xe lên đèn như mã ASEAN này, bác chủ có lên bộ X-Line V30 đây các bác nhá. Thì với cái ánh sáng của bộ này thì cốt nó là 75, pa là 85W, thì cho cái hệ số bám đường các bác có thể thấy cái ánh sáng cốt của nó. Với cái ánh sáng cốt này rất là đậm và mịn này, cho các bác đi đường, và nó cái cốt này nó sẽ rất là rộng. Các bác có thể thấy khi mà cái cốt nó phủ rộng này đảm bảo cái hệ số bám đường nó tốt hơn và mình sẽ di chuyển được với nhiều cái cung đường khác nhau. Đây là chế độ pha này, khi lên pha này. Đấy, lên pha thì với ánh sáng này thì các bác có thể thấy nó sẽ có ngả thêm chút ánh sáng vàng để các bác di chuyển với cái tốc độ cao để nó bám đường nó tốt hơn, và tầm quan sát của mình khi các bác di chuyển đường dài nó không bị gọi là mỏi mắt các bác nhá. Các bác nào đang sử dụng xe mà cái đèn nguyên bản nó quá tối hoặc là không đủ ánh sáng khi bác di chuyển ở các đường khác nhau thì các bác có thể qua Agala Thái Nguyên để tham khảo các bác nhá. Đây là một chiếc ASEAN khi mà lắp lên nó như đèn nguyên bản luôn các bác nhé. Các bác không cần phải gọi là chế cháo hay là đục quét gì cả, các bác chỉ tháo bi cũ ra và lắp bi mới vào thôi. Đấy, rất là đơn giản. Và với bộ đèn như thế này thì các bác được bảo hành 3 năm đổi mới các bác nhé.